Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cách của mình làm bánh mì thủ công, xài cái nồi gang. Và song song với đó thì mình cũng làm một ổ kèm theo để xài với lại cái khuôn bình thường. Mình sẽ xài cái loại bột mì đa dụng 11.7 và mình sẽ ủ trong cái nồi Instant Pot này. Nếu mà các bạn không có nồi Instant Pot đó, hoặc là không muốn ủ trong nồi Instant Pot thì mình có thể ủ trong microwave, để thêm ly nước nóng ở trong đó. Yeast thì mình xài cái loại Arty Dry Yeast này, 1 teaspoon. Lót giấy, giấy thì cái giấy parchment đó, một với loại loại muối là muối biển, nước thì nước trong vòi thôi, nước bình thường mình trong vòi Romine. Bây giờ mình đổ 370 g nước vô trong, thẳng vô trong cái nồi ở phía trong của nồi Instant Pot đó, gọi là Inner Pot đó. Mình đổ vô nửa teaspoon yeast là khoảng 2 g á, mình còn đủ y là chừng đó mình mót hết vô. Mình xài thường thường thì là rất là ít cái yeast, thành ra nó xài được lâu, mình chỉ khuấy đều nó thôi. Thật ra thì mình bỏ chung vô một lần cũng được, không có quan trọng cái phần này, nếu mà các bạn bảo đảm là yeast của bạn hoạt động á, chưa bị chết đó, thì mình bỏ chung vô, mình không có cần để riêng ra để thử gì hết. Bây giờ thì mình cân bột bỏ vô, đông thì thường thường hơn 3 cup, nhưng mà mình cái tay mình lúc lúc nặng lúc nhẹ, thành ra mình lấy cân, mình cân đó là cỡ 500 g, chính xác 500 g, rồi để lại cỡ là hai muỗng canh á, để mình 2-3 muỗng canh gì mình để đó, mình thoa tay, thoa mặt bàn nữa. Bây giờ thì chỉ có cái việc là mình trộn cho nó đều, mình chưa bỏ muối nha. Các bạn muốn bỏ muối ngay bây giờ cũng được, mình nhắc chừng các bạn chứ để quay dễ quay muối, bởi vì muối rất cần thiết trong cái công thức làm bánh mì. Các bạn bỏ vô một lần cũng được, không có quan trọng. Yeast muối nó không có làm chết cái con yeast, mà nó chỉ làm chậm cái sự phát triển nó thôi. Nhưng mình làm cơm rượu mình cũng bỏ, mình cũng phải thoa tay muối á. Bây giờ thì mình chỉ có cái đứng đã trộn. Có nhiều khi mình làm, tại vì mình làm quay phim này á, mình làm mình lấy vá, chứ thực ra mình lấy cái tay mình bỏ vô là mình bóp là lẹ nhất, mình trộn lẹ hơn. Chỉ trộn chứ không phải nhồi. Mình chỉ kéo cho phía dưới nó hay còn bột khô á, mình chỉ lật nó lên dòm thử có còn không. Cho đến khi nào mình cảm thấy là không có còn cái miếng bột khô nào thì xong. Rồi, như vậy đó thôi, cũng không cần thoa dầu, không cần gì, mình làm rất cái gì cũng đơn giản hết đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bỏ nó vô trong, thẳng vô cái nồi. Bạn thấy không? Tại vì cái này mình xài, mình nhớ là chọn nhiệt độ cho đúng nha, less. Tại mình xài thẳng cái nồi ở trong á, nếu mà bạn để normal thì nó hơi cao á. Nhiệt độ less này thì nó chỉ ấm hơn cái phòng một chút à, 80 độ F thì cỡ 30 mấy độ. Mình hiện tại là mình chọn yogurt less 2 giờ, nhưng mà mình đem mình ra vườn á, tại chờ ngồi đó, không lẽ mình ngồi mình canh 2 tiếng đồng hồ, thành ra mình chạy ra vườn mình làm vườn, mình chạy vô nó thành ra 3 tiếng đồng hồ nó bò lên túc lên tới miệng luôn, thành ra mình phải để cái công thức các bạn là 3 tiếng đồng hồ.
chứ lúc đầu là mình làm 2 tiếng thôi. Tại vì khi mà mình làm 3 tiếng thì lát mình ủ nó lẹ hơn á, lát mình làm mỗi lần á mình để cỡ 30 phút thôi. Lát mình ủ đợt thứ hai á. Bây giờ thì mình chuyển cái nồi bột đó ra ở ngoài mặt bàn. Có lót chút bờ, phải có lót bột ở dưới nha, tại vì bột này rất là nhão. Mình chỉ thoa thoa nhẹ nhẹ chung quanh cái miếng bột ướt của mình đó, để đừng có nó dính vô tay là nó chặt bẹt ra. Mình chỉ thoa đều, đừng có đụng cái tay vô chỗ phần ướt. Bạn cứ nhẹ nhẹ thoa đều đó là không bao giờ bị dính tay gì hết á. Rồi xong thì mình chia làm hai ra, bởi vì mình sẽ xài cái nồi nồi gang á là 2 quart, thì cái nồi nó nhỏ, mình làm một cục mà 500 g này vô thì quá bự đi, không vừa, thành ra mình chia ra. Mà nếu mình nướng một cái, ví dụ mình nướng một cục không á, 250 g á, thì nó cũng tốn, cái lò cũng bật lên như vậy đó, mất công. Thành ra mình làm một cái là có cái nồi gang, một cái không, để cũng phần là để so sánh nữa đó. Bạn coi cái cách mình xếp bột đơn giản, nó không có gì, mình chỉ làm sao mà đừng có dính tay mình thôi, mình chỉ thoa bột luôn luôn, có tay mình phải có bột quá. Rồi cái mục đích túm này không phải là để tạo hình không nha, mà nó cũng là cung cấp thêm bột, những cái bột nào mà cái con vít nó ăn chưa tới á, để cho nó nở thêm nữa. Rồi cũng là để mình tạo cái sức mạnh, cái bột mình nó mạnh lại chứ. Nhưng lúc đầu mình bỏ ra là hắn chảy tà le, bạn thấy không, là bà bột lúc đó bị phá vỡ hết các mạch rồi, mình phải xếp nó lại để tạo cho nó cứng lại. Rồi mình ủ nó 30 phút. Sau 30 phút á, thì cái cục bột của mình nó như vậy đây. Mình có thể bằng thử á, bạn thấy trên mấy cái cục bột của mình nó có mấy cái dấu bấm móng tay vô á. Nếu mà bạn bấm vô mà nó để nguyên cái dấu vậy á, là biết cái bột mình ủ chưa tới. Mình sẽ ủ tiếp. Mình nếu mình bấm vô mà nó là đã là như nó bung à, mình nói lộn, bỏ vô mà cái còn nguyên dấu như vậy á, tức là bột mình đã quá rồi. Còn bỏ vô mà mình để ngón tay vô mà cái dấu in á nó bung lên lại liền á, tức là bột nó còn rất là mạnh, nó chưa bị chưa chưa có cái sự đàn hồi của nó còn mạnh lắm. Thành ra nó mình đem nướng thì nó không không có nở. Rồi mình thử mà mình thấy nó bung lên từ 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 nhẹ nhẹ thì là mình biết bột mình tới. Lần này mình cũng xếp bột lại nữa, mình tạo ra 2 cái hình tròn. Xếp bột này là để cho nó bột mình nó được vững vàng hơn, nó không có bị chảy á. Mình để xuống thì mình lăn lăn lăn, vừa có bột khô ở dưới rồi để giữ hình tròn lên cho nó đứng. Bạn thấy làm, nếu mà làm đúng á, bạn nướng lên ra gần như trái banh luôn á. Chứ còn nếu mà mình làm không đúng á, thì ra cái miếng bánh mình nó như miếng pizza luôn, nó dẹp xuống á. Bây giờ thì mình lót rất bập, mình lót cái miếng giấy á, hai một cái thì mình bỏ vô khung thường, cái bạn bỏ vô cái tre cũng được, hay là cái gì cũng được hết. Rồi còn một cái á, thì mình tạm thời mình bỏ vô đỡ trong cái tô để mà mình ủ tiếp nữa. Ủ này á thì bạn có thể ủ từ 30 tới 45 phút tùy mình, tùy cái tình hình bột. Mình cũng là cái chuyên chuyên viên là chuẩn chuẩn người dịch hạch cho nó.
đâm hết mấy cái lỗ mà để không thôi nếu mình nướng lên đó là nó sẽ bị lát á, lát đồng tiền á. Cái nào mà ngoài da mà bỏng bỏng lên là mình lấy đồ mình chích hết. Đậy nó lại cho nó nghỉ. Nghỉ cỡ là 30 phút. 30 phút thì mình lấy chính xác là số là 30 phút thì mình bắt đầu mình bật lò, chứ không phải là nghỉ cho tới khi mà đem vô lò. Cái này mình nói rõ cái phần này cho các bạn dễ theo dõi. Mình nghỉ 30 phút ha. Xong 30 phút này là cũng tùy tình hình nha. 30 phút là tại vì nhà mình đó, nó cỡ 68 độ F. Thành ra mình để 30 phút là mình thấy nó vừa rồi. Thì mình vặn lò lên. Thì từ khi vặn lò lên cho tới khi mà lò 450 độ thì tốn cỡ 10 phút. Thì mình coi như tổng cộng cái số mà mình thời gian mà mình ủ cái đợt thứ ba này á là 10 à, là 30 phút với cộng 10 phút mà chờ lò lên á. Thì khi lò nó hiện là lên cái số mà 400 độ F á thì mình bắt đầu mình cắt bánh là vừa, mình khứa nó. Cái bánh mà mình khứa một đường á là lát nó sẽ không còn hình tròn. Nó bung ra thì nó thành ra cái hình bầu dục. Cho nên cái này á mình thử hai cái để bạn thấy á. Cái bên này á thì mình cắt nó hình chữ nhật. Chữ thập chứ. Mình cắt chữ thập á thì nó bung ra bốn phía thì nó cũng giữ nguyên cái dạng hình tròn đó. Nhưng mà vấn đề khó là đúng hay là không á thì cái bánh mình nó có vung lên được không? Hay là nó xẹp như cái pizza. Pizza chứ không phải pizza. Rồi, bây giờ mình bỏ vô đúng ra 450 độ thì mình bỏ cái bánh trong cái khay vô trước. Rồi mình lấy cái nồi ra, đậy nắp lại. Lấy nồi ra, bưng cái bột mà mình đang để trong cái tô chuyển qua cái nồi rồi đậy nắp lại. Hồi nãy mình preheat á là mình không có đậy nắp. Bây giờ mình bỏ vô. Rồi bây giờ mình reset nhiệt độ á, là 4 âm à, thời gian á, là 30 phút mình nướng cả hai cái bánh á, mình nướng chung á, là 30 phút. Khi mà mình bỏ cái bánh mà bánh trong cái khay vô á thì mình có xịt cho nó tí nước, tại vì nó bạn mà nấu trong cái nồi á, bạn không cần xịt nước là bởi vì cái nồi đó nó giữ cái hơi ẩm lại, nó bốc hơi ở trong trong bánh ra. Hơi nóng thì nó cái hơi cái hơi ẩm nó giữ lại trong nồi, cho nên không có cần mà xài nước, không có cần nước ở dưới lò, không có cần nước xịt. Nhưng mà khi mình cắt á, thì mình xịt, chứ còn khi mình nướng trong lò mình không cần xịt nữa, không cần xịt nước nữa. Rồi bây giờ đúng 30 phút á là mình lấy cái bánh ở trong cái khuôn ra, rồi đồng thời mình lấy cái nắp ra. Để bây giờ là mình nướng cho nó vàng cái bánh. Đó mình lấy lúc này là mình để 10 phút, nhưng mà thật ra lát mình để thêm 5 phút nữa bởi vì 10 phút mình dòm nó chưa vàng. Thành ra mình để thêm nó 5 phút nữa, tổng cộng mình sẽ ghi công thức cho các bạn là 15 phút mình nướng thêm á. Sau 30 phút mình lấy cái bánh ở trong cái khuôn này ra rồi. Thì cái bánh ở trong cái nồi gang á mình để thêm 15 phút nữa. Nó bạn thấy cái bánh mà nướng không ở trên cái không có trong cái nồi á thì mình hồi nãy mình khứa một đường, bây giờ nó ra hình bầu dục, bạn thấy không? Nó bung ra cái đường đó. Đó. Nhìn kỹ bạn ngó kỹ cái bánh bây giờ á, là nó láng o nha. Nó láng o. Cái bánh này mình không có xịt, mà thường thường mình làm bánh là mình xịt nước ở phút thứ bảy, thứ tám á. Nhưng mà cái bánh này mình không có xịt nước. Cái bánh này mình cũng có, mình chỉ xịt lúc nó vô lò thôi. Với lại lúc mình khứa, chứ còn lúc 7 phút mình nướng thẳng nó đến khi lấy ra. Bạn coi từ từ cái nó mọc hột lên. Nó mà cái vỏ nó nứt ra đó, nó bung lên. Bây giờ nó vẫn còn láng nha, mình quét cái bơ này là chỉ option, chỉ
là thích thì quẹt lên vô cho nó thơm với lại nó mềm và bớt cái vỏ bánh đó. Bây giờ cái kia mình nướng tổng cộng là 45 phút, cái bánh này á bạn thấy ra kìa, nó vung lên như là cái giống cái hoa sen luôn hả, cái bốn cánh, nếu mà hồi đó mình cắt nhiều cánh chắc nó ra như cái hoa sen luôn á, đẹp không, nhìn mình thích mình ưng cái cầm dòm hoài thôi á đó. Đó nó vung cao lên luôn, cẩn thận này, mình phải mang cái bao tay vải vải dệt này luôn á, tại vì rờ cái gì sợ nóng á, cái lò nó nóng lắm, dòm kỹ lại mà ngó này. Bây giờ là bên kia thì nó xù xì kiểu khác, bên tay mặt á là nó nứt lớp lớp, còn bên tay trái á, là nướng ra không ở trong cái lò á đó. Mà có đổi là hướng bên này cái đó, nó lúc đầu ra thì nó chưa nứt, cái mình cái này á, thì không có phải trong nồi gang, cái nồi thường thôi, cái này nồi gang, nồi gang nó nứt từng lớp từng lớp từng lớp bung ra, bạn thấy không, từng 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 cái ra đó. Nướng nồi gang á bánh rất là ngon, cái là mà đặc biệt nữa á, là cái bánh của nồi gang á nó không có một tí mùi dít nào hết, mùi men á, mà cái bánh nướng bên kia á nó có thoang thoảng mùi men. Nếu mình để ý á, mà khi mình đem ra ngoài á thì cái bánh 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 ở trong nồi gang á cái vỏ nó mỏng hơn, mình bóp nó sẽ bạn thấy cái ruột nó cũng đặc nhưng mà nó nở đều đều á, tại vì mình nhồi bằng tay, không phải nhồi bằng tay mà mình không nhồi thì cái sớ cái ruột bánh á, nó không có miệng như là mình đánh đánh máy nhồi cái mixer á, bạn thấy không, mỏng, bóp cái ruột ruột nó mỏng từng lớp vậy đó. Nướng ở trong cái nồi đó thì mình tiện cái á là mình không có phải xịt nước vô lò, không có cần để cái hai cái vỉ nước ở phía dưới như bình thường mình để á. Cái bánh này á thì ăn, nếu mà mình ăn với chả với thịt đồ thì quá nhiều ruột. Cái loại bánh này á, mình là mình ăn với là mình cắt mỏng ra, mình ăn mình chấm với lại bơ với lại chanh với lại muối rồi này kia thì được, chứ còn còn không nữa mình ăn như là bò kho rồi đó thì ok, chứ còn ăn chả thì ruột nhiều lắm. Mình thích quá đi, mình muốn dòm hoài, bạn nói cái lỗ nó xốp đều, nó xốp nhưng mà nó cái lỗ nó thì cái lỗ lớn lỗ nhỏ tùy theo cái bọt khí nó bung ra chỗ nào mình giữ lại, mình không có đập nó thì nó to, còn chỗ nào mình cái trộn tới trộn lui cái thì nó nhỏ nó bung lên vậy đó. Coi như là cái video chia sẻ cái cách làm bánh ở trong cái nồi gang của mình tới đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.